Hoàng Chí Bảo và Đàm Vĩnh Hưng bị đảng vắt chanh bỏ vỏ ra sao? Ông Hoàng Chí Bảo cả đời dùng ba tấc lưỡi bịa ra câu chuyện Hồ Chí Minh để moi tiền từ chế độ. Một ông giáo sư được Đảng Cộng sản đào tạo cho để kể chuyện bịa như thật. Đảng hy vọng với những mẩu chuyện bịa đặt ấy, huyền thoại Hồ Chí Minh trở nên linh thiêng hơn. Nhờ đó mà cả một rừng quan chức núp dưới cái bóng huyền thoại này thi nhau trục lợi từ 100 triệu người dân Việt Nam. Những lần xuất hiện để kể những câu chuyện về Bác Hồ cho các cơ quan nhà nước, ông Hoàng Chí Bảo được trả thù lao rất hậu hĩnh. Và cứ như thế, ông xem đây như một nghề để kiếm tiền. Ông tự nhận thấy rằng đây là công việc mà ông vinh dự có được. Mang tiếng là nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, nhưng thực chất ông chẳng nghiên cứu được gì mà chỉ nghĩ ra những mẩu chuyện bịa đặt để kiếm danh và kiếm tiền. Việc này thật quá dễ dàng so với công việc nghiên cứu. Muốn nghiên cứu, người thực hiện cần phải có một trình độ nhất định, phải có sự nỗ lực để tìm kiếm thông tin, tư liệu và cần phải có sự liêm chính khoa học. Còn ông Bảo thì chỉ cần bán rẻ lương tâm là làm được việc, việc nhẹ nhưng tiền lại đầy túi. Có lẽ ông Bảo cũng không lường trước được rằng bản thân ông sẽ bị rơi vào tình cảnh như ngày nay, bởi ông luôn phết lên mặt Hồ Chí Minh những nét vẽ mà ông cho là đẹp nhất. Ấy vậy mà giờ đây ông bị thôi chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Kinh tế, Pháp luật và Quản lý. Đau hơn nữa, ông bị quay clip chối bỏ những phát biểu của ông về Thích Chân Quang và bị tung lên mạng. Như vậy là phía chính quyền đã không còn muốn sử dụng ông nữa, nên họ bêu hết những cái xấu của ông ra trước bản dân thiên hạ, và tất nhiên ông cũng sẽ hết đất để sống. Rõ ràng ông Hoàng Chí Bảo với chính quyền vắt chanh bỏ vỏ, khi mà họ còn cần ông để tô son cho Hồ Chí Minh thì hãy xem ông như một giáo sư đáng kính. Nhưng khi hình ảnh Hồ Chí Minh đã mất thiêng thì ông bị họ quẳng đi như một cái vỏ chanh sau khi đã vắt hết nước. Những ngày qua, không chỉ ông Hoàng Chí Bảo mà còn có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bị chính quyền vắt chanh bỏ vỏ. Nam ca sĩ này bao nhiêu năm qua đã hát nhạc đỏ để giúp cho Đảng kéo giới trẻ về với loại nhạc tuyên truyền này. Tại rất nhiều sự kiện ngày lễ của chế độ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia hát nhạc đỏ cho Đảng. Chính vì vậy mà ca sĩ này bị gắn mác là văn công của chế độ. Đã bao nhiêu năm dùng sức ảnh hưởng của ngôi sao để hướng khán giả về với Đảng thì Đảng không nhớ. Nhưng chỉ cần một lần mang tấm huy chương biệt động bội tinh để tô điểm cho bản nhạc Bolero mà ca sĩ đã bị trừng phạt ngay tức thì. Đây là một quyết định tùy tiện của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện vắt chanh bỏ vỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Trước đây, Đảng đã xúi tầng lớp trí thức trẻ miền Nam vốn yêu nước nhưng thiếu thông tin nghe lời Đảng, chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tầng lớp này sau năm 1975 cũng bị Đảng vắt chanh bỏ vỏ, không dùng đến. Cho nên với những người tận tụy phục vụ chế độ thì chẳng bao giờ được chế độ này biết ơn cả. Chế độ này là như vậy, họ xem nhân dân như nguồn lợi vô tận để mà khai thác. Họ xem thành phần ngoan ngoãn phục vụ cho chế độ cũng chỉ là trò nô bộc. Tuy họ xưng là đầy tớ của nhân dân, nhưng sự thật họ xem họ là những ông vua và phần còn lại chỉ là để họ khai thác mà thôi. Và một khi hết giá trị sử dụng thì sẽ bị họ vứt đi một cách không hề thương tiếc. Hoàng Chí Bảo và Đàm Vĩnh Hưng cả đời khép nép nhìn trước ngó sau, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của chế độ này. Một khi Đảng tự cho bản thân đứng trên luật, ý muốn của họ là luật thì chẳng ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của họ, dù cho đó là những kẻ chuyên đi nhẹ, nói khẽ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hoàng Chí Bảo và Đàm Vĩnh Hưng bị Đảng vắt chanh bỏ vỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nóng, cụ tổng tắt thở, Tô Chủ tịch khoác long bào thượng triều. Đầu giờ chiều ngày 18 tháng 7, báo chí nhà nước đồng loạt đăng bản tin Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nội dung quan trọng nhất trong bản tin này có hai ý chính như: thứ nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư. Thứ nhì, Bộ Chính trị phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thông tin công khai không nói gì về cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, thông tin nội bộ thì cho biết Tổng Trọng đã chết não, Trung ương Đảng và gia đình Tổng Trọng đang chuẩn bị lo hậu sự. Thông tin chính thức có thể sẽ đến trễ một vài ngày so với những thông tin đầu tiên này. Như vậy, xem như cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc và Tô Lâm là người nắm lấy vai trò Tổng Bí thư vào lúc này. Tuy chưa chính thức nhưng ai cũng nghĩ chắc chắn chức Tổng Bí thư không thể thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Lẽ ra Tổng Trọng đã tắt thở sớm hơn, nhưng do ông được các y bác sĩ giỏi của Tập Cận Bình cử sang chăm sóc để kéo dài sức khỏe cho ông. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm mắt để lại một Đảng Cộng sản Việt Nam hỗn độn. Tô Lâm là người không nằm trong dự định chuyển ngôi của ông Tổng, nhưng đã là người chiến thắng. Các nhóm lợi ích che chở mà ông Tổng đã từng làm đã không còn cơ hội để chiếm lấy chiếc ghế do ông để lại, và cuối cùng phải vụt vào tay Tô Lâm. Nếu ông Trọng không tham quyền cố vị, cố bám lên ghế Tổng Bí thư cho đến chết, mà thay vào đó ông nhẹ nhàng rút lui sớm, rồi nhường chỗ cho Vương Đình Huệ, thì Tô Lâm đã không còn cơ hội để thực hiện cuộc đảo chính mềm này. Sau khi ông chết đi thì cái di sản gây dựng bao nhiêu năm nay sẽ trở thành mục tiêu đánh phá của nhân vật chiếm ngôi ông. Trước khi chết, dù nằm giường bệnh, ông vẫn cố ra sức gồng gánh để vá những lỗ thủng lớn trong Ban Bí thư do Tô Lâm gây ra. Tưởng rằng ông có thể sống đến hết nhiệm kỳ để tái lập sức mạnh cho Ban Bí thư. Thế nhưng, ông đã ra đi sớm hơn mong đợi của những đàn con trong Ban Bí thư rất nhiều. Tướng Lương Cường cũng không đủ thời gian củng cố sức mạnh cho riêng mình để tiếp quản quyền Tổng Bí thư thay cho ông. Mọi thứ đã quá muộn. Giờ đây mỗi người trong Ban Bí thư phải tự lo liệu cho bản thân trước nanh vuốt của Tô Lâm. Một nền chính trị để cho một ông già bệnh tật cầm quyền rồi chết ngay trên ghế là nền chính trị thối nát. Quyền lực toàn đảng không đủ để buộc tội ông già sắp chết phải rời ghế, đấy là bi kịch cho một quốc gia. Và đấy cũng là tiền lệ cho người kế nhiệm sau này. Kế nhiệm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tô Lâm. Từ đầu Tô Lâm không được Tổng Trọng chọn, mong dùng sức mạnh để giành lấy chiếc ghế này. Vì thế rất có thể Tô Lâm cũng sẽ là một Nguyễn Phú Trọng thứ hai, ngồi lì trên ghế cho đến chết. Nhưng so với Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm tàn bạo hơn rất nhiều. Như vậy, cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam một tiền lệ rất xấu, là tiền lệ tranh quyền đoạt lợi cho mọi chiếc ghế. Từ đây chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ là của nhóm Hưng Yên. Nếu nhóm nào khác muốn có chiếc ghế này thì phải thực hiện một cuộc đảo chính mềm tiếp theo, thậm chí sẽ trả giá là cả đảo chính bằng vũ lực. Hậu Nguyễn Phú Trọng, võ đài chính trị Việt Nam sẽ chuyển sang trang mới, đấu đá khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn để giành nhau từng vị trí. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Nóng cụ Tổng tắt thở, Tô Chủ tịch khoác long bào thượng triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.